Hạnh xin chào ông bà, cô chú, chị, các bạn. Giờ Hạnh đến ấp Ngã Năm, xã Ngọc Thành, thuộc huyện Dòng Riền, tỉnh Kiên Giang. Hôm nay là anh Nguyễn Hùng ở Mỹ có nhờ Hạnh là mua đá đặng đổ con đường này cho mấy em học sinh đi, đừng có bị té nè, với sình lầy, với mấy người lớn tuổi rồi đi dễ dàng hơn, với mấy người phụ nữ mang bầu đó đi rất là khó khăn, sợ nguy hiểm đó. Rồi anh tài trợ tiền đặng mua ghe đá đặng đổ con lộ này cho bà con đi thuận tiện hơn. Bây giờ nó gì nè, nó sình gì nè, đi rất là khó khăn luôn. Rồi chào chú ạ. Chú nhà ở đây hả chú? Ừ, tôi nhà ở đây nè, cái đường này cũng sình cũng lớn, học sinh đi cũng khó khăn đây nè. Nhờ từ thường quân chiếc giúp đỡ cho học sinh vào đi học dễ dàng, chứ đi quá chị té luôn đây. Vậy đó ha. Cái đường này lực hổm là nghe nói nước ngập lên là mấy đứa học sinh nghỉ học luôn á. Dạ, ngập hết trơn luôn. Có người nhờ kêu con lại coi có giúp được gì không. Rồi Nguyễn Hùng ở Mỹ, rồi anh Nguyễn Hùng anh thấy hoàn cảnh, thấy cái đường khó khăn gì nè, tội nghiệp với mấy bé học sinh đó, với mấy người lớn tuổi rồi đi khó khăn, nên anh tài trợ đổ đá đang cho bà con đi dễ dàng hơn ha chú. Dạ cảm ơn. Rồi chú có mừng gì không? Tôi quá thì mừng, thì ra được chú giúp đỡ cái đường lộ nghe cũng mừng lắm, bị cho đi tới lui học sinh á. Và tôi cũng mừng nữa, bị mình cũng dễ đi. Dạ rồi, con cảm ơn chú nhiều. Hoa con chào chú ha. Giờ con đi cho trong kia đặng người ta đang đổ trong kia dài ra. Dạ. Rồi chú nhiều sức khỏe luôn chú ơi. Rồi cái đường đi này nè, người ta bà con á chạy xe nên nó lúng cái đường gì nè. Rồi học sinh đâu có chạy xe đạp được đâu. Đâu có được nó. Dạ, bây giờ Hạnh đổ đá lên đây đặng cho nó khô đồng học sinh đi học được. Không gài cũng nghỉ nhiều lắm rồi. Nhiều lắm rồi đó, nó dạ. Nước đường đây nữa nè. Đi đủ đường chân ha, mà qua đây cũng lúng luôn. Đường nào cũng lúng chân bị sình mà. Dạ, người ta kiếm cái đường khô đặng ta đi mà đi qua đây cũng lúng, chỗ này cũng lúng đất không à. Qua đây cũng chạy cũng được luôn. Dạ, vòng cũng không được luôn. Đầy quá luôn rồi. Nó lầy luôn. Xe đạp chạy không được đâu. Không có được đâu. Dạ. Dài vô chổng luôn, nó sình hết. Ở đây nó lúng rồi, bắt đầu liện cây với cỏ đồ vô đừng cho đỡ lúng. Rồi nó hư hại vậy nè, sình thì chạy xe thì nó bể hết trơn, bà con với học sinh đi học khó khăn lắm. Lúng gì nè, chạy xe cũng không được luôn. Cái bánh xe mà lúng xuống vậy nè, sâu dữ lắm. Chạy riết lúng khủng luôn. Thì Hạnh sẽ đổ đá theo mấy chỗ nào mà bị hư hại gì nè, Hạnh sẽ đổ lên. Rồi giờ ghe đá người ta cũng chạy lại đặng nơi đổ lộ cho bà con đi dễ dàng hơn nè. Giờ cũng tới rồi. Đủ vô ngay đây nè. Mình đậu ngay đây là mình đổ được hai đoạn hả? Đậu ngay giữa. Đây, tới đây. Ghe này là bao nhiêu người? Tới 4 người hả? 5 người nha. Ôi rồi, sức gãy rồi. Bộ có nhánh gì trời bự như thằng không vậy trời? Không có nhánh lên. Kìa, bụt bên đó kèo cái chùm đó kìa. Lấy lại cái đực đi. Bụt mũi đi, bụt mũi đi. Bên kia lên hình đó. Mạng chết liền. Nguyên đường bả. Sao ai cũng sợ chứ vậy?
Rồi chào tất cả các anh em luôn nha. Dán cái cần này nặng không? Bây giờ đậu ở giữa nằm đổ khúc kia chứ thằng đây. Nặng không chú? Dạ chú đổ đây đi, đang cho dễ đi luôn. Dạ nó lúng hết trơn rồi. Chú này là chưa vang được đâu, thêm vài cần nữa. Đổ xuống cái nó hủng xuống lỗ trơn ha. Cản đây được, dài qua cho nó rộng rộng gần chạy xe. Cắt dài đắng đi. Cỏ hai bên đường là quá luôn rồi nè. Bạn nghiệp mấy bé học sinh đi học cái đường này vất vả quá ha. Vô đợt mưa không ngày mưa quá. Rồi anh trai đổ đây luôn. Đứa này về mình máy. Xịn hả? Ngày hôm ngày nước ngập chứ nhà bơm nước ra xả lúa nó mới khô phải không? Đường này không ngập luôn nè. Đó, không ngập này luôn á. Ngập ở đây luôn, cự nước ra lên dữ ha. Rồi này giống đi bắt hôi đi, đi học về á. Lỡ té cái là rồi luôn, đi về luôn. Chưa hồi mình đổ đây một ít đi đặng cho nó đừng có chạy xe lọt xuống lỗ đó. Còn đây nữa nè, hồi kia mấy anh đổ đây. Dạ. Ở đây trừ đó dài cái băng ra. Chỗ nào mình còn đá thì mình băng mỏng mỏng thôi. Bên đây nè. Ở đây nè chú. Dạ. Rồi cắt cỏ luôn. Cái này mình cắt cỏ hai bên đang đi, mấy đứa học sinh, mấy em học sinh đi á sẽ trúng vô giò nè, cỏ này nè, nó quẹt vô giò cũng đau. Trong tin này cũng thấy vất vả quá ha. Trong đây thì lúc nào cũng làm lỗ sao chứ. Ở ngoài thì đường xe cộ thì làm thuận tiện hơn. Rồi nó hủng nè. Sao mà học sinh chạy xe được. Bà em chở nhỏ, chở máy, chạy máy không. Chạy nắng nắng rồi mới cho nó chạy. Mấy phụ nữ mà mang bầu đi đường này chắc sợ lắm nè. Lúc này chạy căng ra. Gắn làm cho bằng bằng đang chạy vợ đi xanh đồ. Vợ có bầu hả? Bầu. Con của em đi học là bằng xe đạp hả? Xe đạp. Chạy đường này ha. Đá này cũng chạy khó, chừng nào nó dễ thì chạy dễ hơn. Chừng này cỏ hai bên nè. Cái đoạn kia lúng kìa. Gãy cỏ lên đừng cho lúng. Này hồi mình về ghe lên kia nữa. Thôi. Ủa da. Thấu. Mấy cái hủng này phải, ôi xù. Mấy cái hủng này phải nhiều nhiều chút đi để lúng hết trơn à. Thêm một cần nữa. Chỗ lùng, ờ chỗ đó đó, lúng dữ lắm. Hồi kêu chú nó đổ đây nè. Rồi chú đổ đây luôn nè chú, chỗ này lúng nè. Rồi đã băng ra đi. Đồng cái xe lúng rồi. Nữa, đã thừa con nữa. Bay cái người ta sợ cái cây đó trúng á. Quay lên đây nè, mình kéo mình quay lại đây nè. Ờ đúng rồi, ta đổ dài dài thì mình sẽ không trúng cái cây đó. Cây trang nè. Rồi nó dậm lên.
rồi liền cái cục bự xuống dưới, rồi xuống dưới đi đó, rồi lấy đá nhỏ mình che lại. Trời bữa nay muốn chỉ mưa âm u quá nè, cũng gài mưa mấy ngày ha. Bỏ tính nắng nắng chạy xe gì à, để nó mưa bỏ dưới luôn. Đường này hết chạy xe, đổ này là chạy được rồi nè. Còn đông chạy 2-3 ngày hết chạy xe, nó dễ. Cái này đi lại nhiều quận là đi làm ruộng nè, bà con đi qua đi lại là nó dễ rồi. Đổ ngay nắng mới ngon nè, được rồi đổ nghe được rồi đó, đổ ngay mưa luôn. Phục 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 hình đó. Đó chạy. Rồi cũng được đó, rồi qua cầu đây, đúng rồi, qua cái cầu đó quẹo lên trở lại đây. Rồi hỏi này. Cái này lúng không? Tha thêm nữa hả? Ờ can vô đó đi, để nó lúng á. Mấy chân là đổ từ 2 cần sắp lên mới đủ độ. Để gì đi rồi đổ thêm cần nữa. Đường con đường công công người quẹo hơn con đường ở quê nữa. Đường này tự mình vẽ nè, chiều nào không có chứ. Đi cái lối mỗi mỗi năm mỗi lần tự chỉ cần xong rồi trong cần không hả? Dạ. Giờ mình mở được đường vậy là quý rồi ha. Can dưới đây lại cho nó bằng cái đó. Đổ cần dài luôn. Chích lên đây nè. Rồi đổ đây nè em. Tại chỗ này lúng phải đổ cao lên. Rồi được rồi đó. Chỗ đó được dài vô được rồi đó. Rồi em chai đổ ở đây luôn. Rồi. Đừng cao ra ngoài. Rồi vậy được rồi, đấy, người ta đổ đây sắp lên, về dài lên. Rồi ngay đây nè, chú ngay đây nè. Nó lúng, còn lúng rồi. Rồi được rồi, được rồi, được rồi, dưới đây. Rồi đổi nói lên đây nè, chồng lên 2 cần vậy rồi. Đúng quá. Đúng rồi, mấy chỗ này cái này là mình về, còn mấy chỗ này kia mình phóng lại chút. Đang cái mình kéo thì về lộ nó dài phải không? Dạ đúng rồi, cái chỗ nào mình không lúng thì mình đổ một vừa đi thôi, mỏng mỏng thôi. Được rồi, rồi kéo chạy đứa sang. Hổm nước nó ngập á, không gài bơm nó mới cạn lên nè. Rồi đổ đây luôn đi, đây lên rồi ban ra. Rồi kéo lên đây cái nè, chỗ này lúng không, coi lúng không, dậm từ từ đất lên. Thách nước kìa, bé thách nước kìa. Cái đàn gái lớn hả vậy?
À, cái đường lên xuống này, cái dốc này nó khó khăn lắm, như bị ngập thì chạy có khi nó trơn, nó khó lên trên đây nè. Rồi giờ Hạnh đổ ở đây trước, có chừng nào thiếu thì Hạnh sẽ kêu thêm đang đổ dài cho thêm trong kia. Cái dốc này khó lên lắm nè, nó thẳng đứng nha. Ngang chỗ này thì mấy em học sinh là phải dẫn xe dắt lên mới được. Chỗ này lúng quá nè, phải đổ nha, dày dày lên. Cái búa thì dễ hơn, cho chị qua cái. Ở đây gặp nhóc nè, mình đập ra bang bang ra rồi mình đổ đá này lên. Mấy chỗ kia lúng quá, lúng mà. Chỗ này phải phải lên cho nó. Mở tay chưa? Bỏ hết con lộ này cũng đuối phải không? Nhiệt tình luôn mà đang giúp cho bà con đi lại dễ dàng. Thêm một tuần nó đang chặn cho nó từng cái lúng. Chú đổ lên đây cần đó nè chú, đặng cho nó lúng, không lúng á. Dạ. Đó thôi mình đổ thêm gạch vô đây, chỗ này nó cao lên nè. Rồi xuống dưới đó luôn, dốc đó luôn. Kéo tiếp, kéo tiếp, kéo tiếp. Ghê quá à. Đúng rồi, mình đập ra nó gạch nó bén á. Rồi đổ trên đằng kia đó, cái hũng đó, rồi mình đổ cao lên. Cái dốc này làm thẳng đứng nha. Lên xe cuốn xuống cũng ghê quá nè. Vậy mình đổ cho nó là cái đi đều ra. Chỗ này phải đổ bự ra thì dễ chạy, tặng mình trên xe cái ngang cái cua nè, nó rộng rộng ra đi. Cái gì chỗ này lặn, mỗi lần mưa là nó lúc lên nửa bánh xe luôn hả? Trời ơi, muốn chết máy luôn. Kiến kìa, kiến nẻ, nó nẻ cái là sưng cái giò. Rồi mình lấy ba cái gạch kia mình đổ bên đây nè, cho nó rộng cái đường ra. Đập ra liều được ngoài đây nè. Đó, gạch nè, gạch dư đổ một vòng bự ngoài đây luôn. Lỡ mà có sình thì nó không, cũng không không chọt. Đây mình hay gấp là quanh mình không kịp chứ đúng không? Đây mình đổ ra ba ba chứ không đổ ra thấy thật sự không? Nó hết lúng luôn, dù gì nó lúng cái kia thôi. Đổ cao đi chút nữa mình xin ba cái này cho bà cô mé đổ hai bên mé vậy. Hai bên mé nè, hai bên mé cho nó rộng ra luôn. Đó là dạt cho đó thì ra xin ba mé vậy. Nó bo theo đó đó. Cái đi xuống cái đường này phải xấu mình hả? Chỗ này là nó ứ nước phải rồi, ở trên đây cao, xung quanh cao, chỗ này cái đường đi nó thấp nè. Không có đường nước thoát nên nó mưa thì nó ngập nè. Quá trời đây mà đất đâu mà là trở về quá trình hả? Đất này cao hết khủng nè.
Đó, chọn cái hụng đó đó. Nó bị gãy ngang rồi đó. Gửi xe mà cũng trong kinh này thì 30 ngàn hả? Tăng thêm 10 ngàn đó, gửi xe. Giờ quá, giờ mà 20 ngàn. Chỗ cái giỏ, đúng rồi, chỗ giỏ nó xích lên. Rồi, đó, rồi. Rồi, ban lên cái dốc đi cho nó bằng ra. Rồi, đẹp rồi đó. Đắp tay thằng đó, đắp vừa đây không? Rồi, đóng thả xuống đây. Ở đây nè, hậu quanh đây ơi. Đây nè, đây coi chỗ này nè, chỗ này cho người ta đi tấm bạc. Rồi đây nè, em trai, mình cần nó là xong phải không? Ở trong. Ừ, thà là trong nó ban vừa. Rồi xong ha. Rồi cho gửi gửi tiền luôn chú ơi. Cảm ơn chú nhiều ha. Rồi 7 triệu gửi nha. Dạ con gửi nha, 1 triệu. 2 3 4 5 6 7 rồi 7 triệu rưỡi. Cảm ơn chú nhiều ha. Rồi chúc chú nhiều mà mạnh khỏe luôn. Dạ. Dạ. Này dễ lại là chạy xe dễ rồi đó. Còn đằng kia ba có ba cái gạch đây nè, gạch dư cũ đó. Rồi nữa đổ đây luôn, đặng cho nó sạch ở đây luôn. Thấy dễ dàng chưa? Cái xe sáng giờ thấy. Ồ, chiếc xe xình kìa, bây giờ hết xình rồi đó. Rồi giờ mấy khúc này thì đổ xong rồi. Giờ chứ Hạnh đi dài vô kia coi khúc nào mà còn thiếu thì Hạnh sẽ kêu đá đổ thêm nữa. Vậy là đi tháo hết sình rồi nè. Đúng mấy cái đoạn này đó hả? Dạ, mà nghe đá này đó không đủ nên còn mấy cái đoạn này, đường này này lại nè. Thì số tiền của anh Nguyễn Hùng ở Mỹ á, gửi cho Hạnh 10 triệu đồng. Hạnh mua ghe đá 7 triệu rưỡi rồi. Còn lại 2 triệu rưỡi thì Hạnh sẽ đưa cho em Dạng đặng kêu đá thêm á. Đặng đổ cho trọn vẹn con đường luôn ha. Rồi cho chị gửi 2 triệu rưỡi ha. Rồi em đứng ra mua giùm chị đi ha. Rồi coi giùm luôn, cảm ơn em nhiều ha. Rồi chào chú. Rồi vé đi học đường này luôn hả? Đi đường này bắt ẩm gì nè, đường đi khó nên ẩm gì đó. Ừ. Rồi chú đi đi. Còn bữa chạy té. Dạ, mai mốt thì sẽ đi đổ được hơn phân nửa đoạn đường rồi. Còn cái khúc này với khúc đằng kia nó là xong hết rồi. Đổ khúc đó rồi đã. Dạ con đổ rồi ơi. Cái khúc mà ngập đó lúng sình đó. Ờ, khúc đó là muốn té hoài chú. Dạ, bây giờ là mừng cho mấy vé đi học hết té ha chú. Dạ. Cảm ơn nha. Dạ dạ không có gì chú. Rồi giờ hai chị mình đi dài dài coi cái đoạn đường nào mà còn hư hỏng thì mua thêm. Ở đây nè. Dạ khúc lần kia con cũng đổ rồi. Dạ còn khúc này nè. Khúc này thì nó đi khó lắm luôn. Chạy xe thì nó bập bình nè. Nó lúng nữa. Vậy mấy cái đoạn đường này còn hư hỏng nè. Thì Hạnh sẽ bổ sung sau. Giờ thiếu rồi. Mình kêu một ghe thì không đủ rồi. Ở đây ha, nữa mình đổ đây luôn ha em. Dạ lên kia chỗ nào mình hư thì đổ. Dạ đổ hồi đổ có ấy. Chọn nó luôn đó hai ba chú. Ừ, lấy cái miếng này ra. Dạ đây nè. Cái này nó ẩm quá nè. Đi đổ cao quá trời cao đó. Ở đây nè, cái miếng này thử mình lấy ra đi. Lấy ra. Lấy ra mình đổ đá lên đi. Để cái miếng này cao thì chạy xe lên nó khó. Lấy ra chỗ lót chỗ nó hổng đó. Ở đây mình đổ thêm lên ha. Dạ đổ lên này nè. Để chạy từ từ nó để cái. Rồi thì em coi chỗ nào thì đổ đó. Rồi em mua mình đổ thêm. Hạnh xin chào ông bà cô chú chị các bạn. Giờ Hạnh đến ấp ngã năm xã Ngọc Thành thuộc huyện Nhân Quyền tỉnh Kiên Giang. Cái con đường này hôm trước thì Hạnh lại đổ đá nè. Anh Nguyễn Hùng ở Mỹ có gửi cho Hạnh là 10 triệu đồng sửa chữa con đường này lại cho học sinh với bà con đi lại cho thuận tiện hơn á. Thì lúc trước thì Hạnh kêu được một ghe đá thì 7 triệu rưỡi mà còn thiếu nên Hạnh đưa cho em trai em Dạng là 32 triệu rưỡi nữa rồi làm lại cho hoàn thiện cái con đường này luôn. Giờ con đường thì Hạnh làm dài cho trong kia nè. Con đường này là dài một cây số. Mình đổ đá lên gì nè.
đá này nó dẻ thì học sinh chạy xe đi học dễ dàng rồi nè. Lúc trước ở đây thì nó ngập lúc hết trơn sình không à. Rồi con đường này thì của anh Nguyễn Hùng ở Mỹ tài trợ thì cũng xong xuôi rồi nè. Bà con thì đi lại dễ dàng rồi ha. Đây là mấy người anh em mà hổng làm tiếp con đường nè. Rồi có lời gì muốn nói với anh Nguyễn Hùng ở Mỹ không? Em cảm ơn anh Hùng ở Mỹ nha. Con đường là mình đi dễ dàng rồi phải không? Mấy đứa học sinh đi thuận lợi phải không? Rồi bé này có đi học chưa? Có không con nói con. Rồi con đi đường này thấy dễ chưa? Dễ rồi ha, hết rồi sừng lầy rồi hả? Con cũng cảm ơn anh chú Hùng ở Mỹ rất nhiều. Rồi cho con đường đi lại sớm dễ dàng. Rồi con cảm ơn rất nhiều. Con đường này thì mình cũng một mình lần cây số ha, đổ dài ra kia luôn ha. Cũng là mưa quá luôn, con đường này giờ dễ đi nè, phải mà không đổi là chắc bà con không đi lại được luôn rồi. Giờ trời hiện đại cũng tối rồi. Hổm thì Hạnh cũng đưa cho em thêm 2 triệu rưỡi đó, rồi em mua em đổ chỗ mà thiếu đó, nên em dặm lại thêm. Rồi cũng cảm ơn em nhiều ha. Bây giờ Hạnh cũng thay mặt cho bà con ở trong xóm này nè. Cảm ơn anh Nguyễn Hùng ở Mỹ đã tài trợ cho bà con được cái con đường sạch sẽ đang đi lại với mấy bé học sinh đi không còn bị té với sình này kia nữa, đi học thì sạch sẽ rồi. Rồi như mấy người bầu có bầu thì cũng đi dễ dàng hơn tào lại hơn nha. Rồi vợ đừng có bầu nữa nè, cũng dễ dàng rồi phải không? Rồi Hạnh xin chúc anh luôn luôn được dồi dào sức khỏe và luôn thành công trong công việc. Rồi gia đình anh thì lúc nào cũng bình an. Rồi video của Hạnh đến là kết thúc. Hạnh cảm ơn ông bà, cô chú, chị các bạn trong thời gian qua đã luôn yêu thương và ủng hộ kênh Đức Hạnh Miền Tây. Hạnh xin chúc ông bà, cô chú, chị các bạn được nhiều sức khỏe và nhiều thành công sống. Xin chào và hẹn gặp lại. Rồi chào hai em chị về luôn ha. Rồi chúc hai em nhiều sức khỏe luôn.